BK là Bắc Kinh. Messi. Rất kỹ nghệ. Paul Pogba tỷ số là 1-0, hay quá. Những pha xử lý của vận động viên gọi là hàng đầu. Nên nhớ Subin khi có được phong độ tốt, anh em đã từng nhìn thấy Subin thể hiện như thế nào. Tại vòng đấu chung kết của quốc gia, ở vị phía trên đang là một ông Messi. Cách đá khá là kỳ diệu. Mà vì Trần không em ơi, anh là người không được phép livestream về bóng đá thực. Khi ký hợp đồng với Facebook là không được phép livestream bóng đá thực. Bởi bóng đá thực là dính bản quyền. Lionel Messi, Messi đá CAM nhưng rất chăm chỉ đột nhập vòng cấm. Paul Pogba rất thoáng, Mbappé không cản được. Hay không cho Subin. Đặng Dũng lầm em ơi, nhà lắm. Kèm quá sát. Cơ hội là đây. Ronaldo. Nếu không vào có lẽ Mendes nên nghỉ game. Một tình huống mà gần như ghi bàn đến 10-10 thế này rồi. Rất đơn giản, pha DD vào góc chéo và tỷ số rút ngắn còn một cùng với anh chàng Tường Thành. DH tiểu pí. Tiểu pi, tiểu pi. Tiểu pi, đây rồi. Mbappé rất nguy hiểm, thủ môn kìa. Trời ơi. Hậu vệ đốt lưới nhà và thôi toang rồi. Hãy nhìn kỹ tình huống này, đó là Van Dijk. Một pha chạm chân Van Dijk sau đó thủ môn vô ích. Và ông không thèm nhìn bóng luôn. Xin chào bác Trịnh Thuần nha. Mở cánh thoáng đó là Neymar. Neymar. Tuyệt vời, Ronaldo. Đang chọn vị trí trong vòng cấm, dù là thẻ cộng 1 của Ronaldo vẫn vô cùng tuyệt vời. Máy đầu bóng lộn của anh, đánh đầu cho sạch cầu. Đúng là trước khi ra sân anh luôn gọi là vuốt tóc cho bóng. Cả hai bên đều dùng sơ đồ 4-2-3-1. Một dạng sơ đồ mà có khả năng kiểm soát tuyến giữa tuyệt vời. Ronaldo, đặt bách tuyệt vời, Messi. Hay không? Kinh vãi cả nhà ấy. Trước đó là một pha Messi đẩy gạt bóng xong rồi lại đẩy bóng đi tiếp. Và ngay sau đó một pha drag back của Ronaldo xong tỉa lại cho Messi. Một sự phối hợp mà trong mơ. Ngoài đời, nếu như ngoài đời mà có bấm W xong là sút. Tôi mới thấy ở trên diễn đàn bị một vài thanh niên chửi rồi, buồn cười lắm. Trào lưu chửi nhau rất buồn cười. Neymar chuyền ra Ronaldo. Ui. Một pha dứt điểm có lẽ là đi cả đời của Ronaldo. Đi theo anh cả đời thôi. Cần te. Messi, đây rồi. Lại còn không vào nữa. Si quả này không vào thì đuổi luôn. Và anh chàng Boy Samcho. Boy Samcho sinh năm 87. Kém lượt PK 1 tuổi. Boy Samcho Si Lùn đã ghi bàn. Gọi Si Lùn như ông này cao hơn tôi mấy xăng đấy. Ông 1m70. Dễ dàng của Son Heung-min. Ui, anh chàng Billy Ping không. Đánh đâu. Lewandowski đứng một mình một chỗ và ghi bàn. Không ai kèm cả. Trước đó là một tình huống ngã là dập mặt xuống đất. Một pha cặp đất ăn vạ của hậu vệ. Tôi chả hiểu vì sao. Đang nói về Ronaldo. Rô đang phải giặt cánh. Ở bên trong đang có Lewandowski. Teles. Lewan. Paul Pogba. Góc có rồi. Không sai lầm. Mendes có vẻ toang rồi. Người ghi bàn từ sớm nhưng Mendes bây giờ đã bị lội ngược dòng. Một pha dứt điểm Paul Pogba bóng đi tuyệt vời. Lực đẹp mạnh của Subin nên đá đang rất là kỹ càng. Vừa nãy Billy đã có một cơ hội rất lớn đây rồi. Son Heung-min chéo góc. Vào! Rất bất ngờ. Đứng chôn chân với pha dứt điểm này. Đúng là thủ môn cộng 1 kìa. Ôi ôi ôi. Bóng ơi, cái gì đây? Subin bây giờ. Ôi rồi ôi, giải đấu này chỉ thiếu thêm một tí đó là team ấy thôi. Divisionist nữa thôi. Kylian Mbappe rất khéo. Đó là điều tôi thích. Ronaldo. Tỷ số là 1-0. Ở phút 69 điện thoại. Ronaldo DD tuyệt vời và không cần. Cú ta đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ronaldo đứng trước vòng vây của ba người. Qua người hết và dứt điểm DD. Có lẽ Courtois chỉ có thể trách được hậu vệ. Những phút cuối Billy có vẻ như muốn hướng đến sự an toàn. Một điểm là điều thành công dành cho Billy. Nhưng không, Billy tham rồi. Billy dâng lên rồi, Billy có cơ hội. Và vỉa cánh này là Mbappe. Một pha tạt bóng đẹp là ngon lành. Ê, ê, ngon đấy rồi, tạt vào. Đánh đâu. Aubameyang. Những giây cuối cùng. Một pha xử lý trong hai người bao vây.
bánh mì kẹp xúc xích, và bên trong này hai ông áo đỏ đấm luôn. Aubameyang tiền đạo dễ cả đối thủ đúng. Bảng đấu của Huỳnh Đại Tương Tàn. Huỳnh hay Đại Tàn rồi. Huỳnh đã mở tỷ số trước. Akashi với một pha đóng xa của thương hiệu LBK. Dùng Neymar đóng xa thương hiệu LBK và 1-0. Đóng cái chục triệu cho tiền đi thi 3 lần. Các cô quý, các cô, các thầy cô có quý cứ giữ lại thôi. Vợ tôi thì đúng rồi. Dạ chúc mừng. Ui, thoát rồi. Neymar cơ hội. Đẹp. Tỷ số là 2-0. Bao nhiêu của Việt á? À đấy. Ok. Ngô Việt chỉ nhà được cũng là cổ vũ đội Anh. Rồi ôi. Chúng ta chuẩn bị để đến cập nhật với lại bảng đấu nhá. Cập nhật tình hình bảng đấu khi mà vừa rồi cái hai trận đấu còn lại trong cặp đấu của Genius và Anubis thì Anubis đã có một trận thắng và một trận hòa. Họ có được 10 điểm, đứng là thứ nhì. Tạm thời thứ nhì, đứng đầu là ấy hay quá, rút ngắn tỷ số ở giây cuối. Đứng đầu vẫn đang là Genius với 20 điểm. 20 điểm và